Bạch sư cho con hỏi, anh trai của con bị nghiện rượu và cờ bạc đã nhiều năm. Mẹ con thì luôn lo lắng và bị phiền não về anh trai. Con có duyên theo Phật giáo Nguyên Thủy và có lời khuyên mẹ, đó là nghiệp mà mẹ con phải chịu nên mẹ cố gắng trả hết nghiệp. Con có cho mẹ xem video của sư Hạnh Tuệ mà mẹ nói không hiểu nhiều. Vậy sư cho con hỏi, con và mẹ làm phước hồi hướng như thế nào cho anh trai con nghiện, giảm nghiện rượu cờ bạc mà, và con hướng dẫn như thế nào cho mẹ con cũng gần chánh pháp hơn. Cái này đưa lên mạng nhiều khi chúng nó chửi, tại vì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Quý vị tạo phước thì quý vị hưởng phước, quý vị muốn chia phước cho người khác thì người đó phải nhận thì mới có, không nhận thì không có. Chứ không phải là mình cứ giống như mình tu dùm vậy đó, không có chuyện tu dùm. Nhớ nha, giáo pháp này là Ehipasiko là đến để mà thấy. Sanditiko là đến để mà thấy, phải tự mình đến để thấy. Chứ không phải là cái pháp mà mình có thể thấy dùm được. Còn chúng sanh thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Và làm ơn làm phước đừng nghĩ cái chuyện là mình cố kiếm tiền, mình đè còng lưng ra, mình gánh cho họ là mình đang trả nợ họ nghe. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Quý vị biết cái cho vay mà mấy cái ạp mà vay nặng lãi, tức là mình vay 2 triệu mà nó đưa mình có 1,5 triệu thôi, mà tới chừng vài tháng sau nó lên tới 10 mấy triệu. Thì cái kiểu của chúng ta cũng vậy đó. Gặp nhiều lắm, mẹ con vợ chồng các thứ, mình nghĩ là mình ráng, mình cắn răng mình trả nợ cho ổng, trả nợ cho nó hết nợ. Không, càng trả nợ càng nhiều. Càng trả nợ càng nhiều. Cái kiểu mà mình ráng mình kiếm tiền để cho nó uống rượu, kiếm tiền cho nó đánh bạc, càng trả nợ càng nhiều. Chỉ khi nào mà mình buông thì nó mới hết thôi. Có một anh á, anh lấy vợ, thì kể từ khi anh lấy vợ thì hai vợ chồng sống rất là khổ. Và ảnh thì ảnh nghĩ là mình thương vợ cho nên là hai vợ chồng ráng đồng cam cộng khổ với nhau. Rồi cho đến một thời gian sau, khi mà hết duyên với nhau nữa thì hai người chia tay. Thì sau khi chia tay á, cái người chồng mới phát hiện ra là mình giàu tới cỡ nào. Mới phát hiện ra là mình giàu tới cỡ nào, mình nhiều phước tới cỡ nào. Mà ngó lại cái bà mà mình vừa mới ly hôn á, bà lấy thằng khác thì hai đứa nó sống khổ tiếp. Thì tự nhiên mình biết là ôi mừng quá. Tức là hồi xưa tới giờ mình cộng nghiệp chung với bà, mình nghèo chung với bả, mình không biết. Nhờ mình không ở với bả nữa mình mới biết là mình giàu. Cho nên á, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, khi nào mà mình phải cắt đi thì mình mới thấy rõ được, còn mình còn ở bên trong thì mình không có thấy được.